Nếu nói về người luôn tranh giành chí chóe với tôi cả ngày, đánh nhau từ bé nhưng vẫn yêu thương, người luôn khiến tôi phát điên nhưng chưa hề bỏ mặc mỗi khi tôi bị ức hiếp, người trông có vẻ vụng về nhưng hóa ra là bờ vai vững chắc cho tôi mỗi khi không có ba mẹ bên cạnh, người biết rằng tôi rất chướng nhưng cuối cùng vẫn luôn nhường nhịn, người đắp chăn cho tôi giữa đêm còn tôi thì cứ vờ như đã ngủ. Bất chợt tôi nhớ chị tôi đến lạ.
xa, tôi trở về làng quê thăm. Nhìn hàng câu sáng sớm chưa lời.